Vâng, chào mừng tất cả quý vị các bạn. Chúng ta đến với cả game đấu tiếp theo giữa Soki và Theo Âu. Hiện nay tỷ số đang là một vâng đang là 1-0 rồi. Chúng ta đang ở trên map New Planet S. Hiện nay tôi đang cố gắng để ngồi cập nhật thông tin và không biết là game thủ nào đây. Vâng, không biết là game thủ nào đang dẫn trước đây. Vâng, hiện nay tỷ số là Soki không. Vâng, chúng ta đang ở trên game đấu đầu tiên. Vâng, vẫn chưa có bất kỳ một tỷ số nào được cập nhật cho trong trận đấu của TO và Soki rồi. Như vậy chúng ta đang ở trong cái game đấu đầu tiên ở trên map đây New Planet. Hiện nay thì như chúng ta đang thấy xem nào, cả hai bên đều đã có hai mỏ, vâng, đều đã có rốt, vâng. Hiện nay thì chúng ta thấy TO, vâng, TO đang gây sức ép lên trên Soki của chúng ta. Mặc dù là supply của Soki có vẻ thấp hơn một chút, tuy nhiên anh ấy đang gây sức ép lên trên phần mỏ cuối phương. Vâng, hiện nay supply mới chỉ có 72 thôi, trong khi đó đối thủ là 81. Vâng, hiện nay thì rốt của Soki đã tràn ra ra nơi rồi. Chúng ta thấy rằng là TO đang cần rất cất anh cần phải đề phòng rất là tốt, tại vì là supply của anh ấy thấp hơn so với cả đối thủ. Hiện nay chúng ta thấy rằng là TO đang bắt đầu lên nhà spy, và nhà spy như này thì anh ấy sẽ sử dụng Muta rồi. Như tôi đã nói rằng là map New Planet S là cái map rất có lợi cho Muta. Như vậy là TO sẽ tận dụng cái điều này để có thể là counter lại đối phương. Tại vì hiện nay thì như chúng ta biết rằng GVG thì hầu như các cái game thủ mà thường kết thúc nhau ở Muta là chính thôi, chứ còn chả ai mà kết thúc nhau được ở ở ở ở road nhiều đâu. Hiện nay thì chúng ta thấy trên màn hình Soki đã bắt đầu mở một đợt tấn công sang bên phần mỏ của đối phương. Anh ấy đã có 105 supply rồi, trong khi đó thì đối thủ của anh ấy vâng đã bắt đầu móp ra Muta rồi các bạn. Hiện nay chúng ta thấy rằng quân đội lực lượng phòng thủ cho Tiêu có vẻ là mỏng hơn so với cả đối thủ một chút. Tuy nhiên là nếu như mà lợi thế là Muta ra kịp lúc thì sẽ rất dễ dàng cho Tiêu Âu có thể là phòng thủ được. Vâng, bây giờ rốt của Soki đã vào nơi rồi. Vâng rốt đã target, vâng rốt đang target vào trong nhà Spy Counter. Vâng, có kịp, vâng Muta ra nơi rồi. Vâng, Muta đã ra đến nơi rồi. Tuy nhiên là Soki Theo cần phải cẩn thận. Vâng, Soki đang mic, vâng, đang hit and run thưa bạn, vâng đang phải mic hit and run. Có lẽ là sau khi mà phát hiện ra đối thủ có Muta, anh ấy đã phải ngay lập tức Soki đã phải đưa ngay quân đội của mình trở về. Hiện nay trên sự chênh lệch về supply có vẻ là không nhiều, tuy nhiên là chúng ta thấy rằng Theo đang thi đấu có vẻ là trên cơ hơn so với cả đối thủ một chút. Supply của anh ấy mới chỉ có 106. Vâng, bây giờ Soki mới bắt đầu quay trở lại. Anh ấy đã supply đã 119 rồi. Vâng, bây giờ hai bên đã bắt đầu dàn rốt ra rồi. Tuy nhiên là mặc lợi thế chứ có Muta vẫn không ăn thua, và lợi thế mua có Muta vẫn không ăn thua cho Tiêu, không, tại vì giáp 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 của Rốt cực kỳ khỏe, cho nên là Muta bắn vào Rốt kể cả có lan ra thì cũng không ăn thua là bao nhiêu cả. Số lượng Muta như thế này không không hề nhiều đâu bạn. Vâng, bây giờ là Queen, 5 Queen, vâng, 5 Queen đang được đưa lên để hỗ trợ tấn công. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng là ở nhà của Soki đã không còn Queen nữa rồi. Vâng, bây giờ anh ấy đưa tất cả Queen lên phía trên rồi. Bây giờ thì Theo anh ấy hình như đã có mỏ 3 rồi, nhưng là không biết cái mỏ 3 này thì có phòng thủ kịp hay không. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng Soki đang bắt đầu đặt xuống một cái nhà Night Warm rồi. Anh ấy sẽ sử dụng Night Warm để có thể đẩy đẩy quân đội của mình lên thẳng bên trên phần mỏ cuối phương luôn. Vâng, đây sẽ là một có thể gọi là Farine Fork. Hiện nay vâng có vẻ Soki không phát hiện ra cái vị trí mỏ 3 rồi. Soki không phát hiện ra cái vị trí mỏ 3 này của TO rồi, không? Có phát hiện ra không? Vâng, tầm nhìn chắc chắn là đã phát hiện ra rồi. Tuy nhiên có vẻ Soki không thèm quan tâm cái vị trí mỏ 3 này luôn thưa bạn. Bây giờ anh ấy đang đưa tất cả quân đội của mình vào. Night Warm sắp hoàn thành là khoảng tầm 95% rồi thưa bạn. Vâng, 98% rồi. 100% rồi. Vâng, đã hoàn thành được rồi. Night Warm đã lên nơi. Vâng, Night Warm đã ở ngay vị trí mỏ 2 của Theo Âu của Theo Âu rồi. Vâng, bây giờ rốt hai bên đã bắt đầu dàn rồi. Số lượng rốt rõ ràng có lợi hơn cho Soki rồi. Bây giờ Muta đang cố gắng harass. Vâng, tuy nhiên là Muta thì lại gặp phải sự chống trả rất là quyết liệt của Queen. Vâng, bây giờ là vâng quân Reinforce đã lên rồi. Đó chính là Queen, đó chính là rốt nữa rồi. Vâng, bây giờ số lượng rốt của Theo Âu cũng đã ra đến nơi để hỗ trợ phòng thủ. Vâng, cả hai bên đã lao nhau. Tôi không thể biết được là bên nào đang có lợi hơn, bên nào đang có bị đang bất lợi hơn. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng số lượng Queen, vâng, Queen vẫn còn nguyên. Queen vẫn còn nguyên. Rốt, vâng, rốt đã tràn rồi. Rốt của Theo đã của Soki tràn trong, vâng, Theo đã GG rồi. Vậy thì những người thắng ở trong game đấu lần này đó chính là Soki của chúng ta. Soki của chúng ta đã người thắng trong game đấu đầu tiên rồi.